Xin chào hết tất cả các anh chị em và các bạn. Tất cả các anh chị em và các bạn, đó là ca khúc Việt Nam quê hương ngạo nghễ của cố nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang. Thì thời gian gần đây mình chỉ mở cái ca khúc Việt Nam quê hương ngạo nghễ, và một điều rất là đáng ngạc nhiên là có rất là nhiều bạn không biết cái ca khúc này. Chỉ có một số anh chị em lớn tuổi, cái thế hệ trước thì họ còn biết, còn các anh chị em thế hệ sau, đặc biệt là những người mà sinh ra lớn lên ở miền Bắc thì hoàn toàn không có biết cái ca khúc này. Thì đó là ca khúc Việt Nam quê hương ngạo nghễ. Bây giờ là 12:34 trưa giờ Việt Nam, thứ sáu, ngày 29 tháng 6 năm 2018. Trước khi mình đi vô trong cái live stream chính thì mình xin trả lời một cái thắc mắc chung mà có rất là nhiều người hỏi, là tại sao là họ không có nhận được những cái thông báo là mình có live stream hay không. Thì thật sự mình cũng không có biết cái lý do tại sao. Nhưng mà thông thường là mình gửi một cái thông báo, mình tạo một cái status mỗi ngày trước khi cái live stream. Mình luôn luôn mình làm một cái thông báo như vậy. Thì bây giờ thông thường, cái lịch thông thường của mình là trưa thứ hai và trưa thứ sáu lúc 12:30 trưa giờ Việt Nam. Đó là cái thời khóa biểu ổn định của mình trong cái giai đoạn này. Nếu mà có cái gì thay đổi mình sẽ thông báo sau. Thì nếu mà các anh chị em và các bạn nào mà không có nhận được cái thông báo thì cứ canh đến 12:30 trưa thứ hai và thứ sáu đi vô trong cái wall, trong cái tường nhà của mình trên Facebook thì chắc chắn sẽ xem được. Cái câu trả lời thứ nhì về cái vấn đề gọi là làm sao mà mình bảo mật cái tài khoản của mình, sử dụng VPN như thế nào, thì mình xin thú thật là mình chỉ viết được những cái status chung chung để mà
kêu gọi hoặc là nhắc nhở những anh chị em nào có quan tâm đến cái vấn đề bảo mật của mình đó, thì nên cài VPN ở trên cái điện thoại di động của mình, iPhone hoặc là Samsung chạy trên cái hệ điều hành Android, hoặc trên cái máy tính của mình, trên laptop hay là máy tính để bàn. Thì nó có rất là nhiều cái cách để mà mình cài đặt. Thì trên mạng internet nó nhiều cái chỉ dẫn lắm, cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Thì mình thấy có một số anh chị em đã bắt đầu có những cái livestream chỉ dẫn về cái vấn đề kỹ thuật, thì mình sẽ cố gắng mình share những cái livestream đó để cho mọi người tham khảo. Nhưng mà đó là cái cách tốt nhất để mình bảo vệ mình ngay lúc này. Tại vì có nhiều anh chị em than phiền rằng là hình như là cái Facebook của mình bị theo dõi hay cái gì đó. Thì cái cách tốt nhất là mình bảo vệ mình. Nếu mà mình cảm thấy là mình cần có cái nhu cầu mình bảo vệ thì mình nên bảo vệ. Nó những cái vấn đề kỹ thuật đó, nó không có phải là dễ dàng đối với những người, đặc biệt những người không có kinh nghiệm về cái vấn đề kỹ thuật. Nhưng mà nếu mà mình thực sự mình quan tâm đến cái vấn đề bảo mật của mình đó, thì mình nghĩ nên dành một ít thời gian để mà mình nghiên cứu chuyện đó, mày mò để mình làm cho được. Đó, tại vì á, sắp tới có thể nó sẽ có cái tình trạng là đi vô trong Facebook hay đi vô trong YouTube nó rất là chậm, nó rất là chập chờn. Thì cái việc mình cài VPN không những là mình trang bị cho mình cái gọi là bảo mật, mà nó còn cho mình một cái điều kiện để mà mình có thể mình tiếp tục mình theo dõi những cái thông tin trên mạng, đặc biệt là trên trên những mạng xã hội, đặc biệt là những cái livestream mình ưa thích. Rồi, thì mình hy vọng cái câu trả lời chung như vậy nó giúp giải tỏa một số cái thắc mắc chung của anh chị em. Có nhiều người nói Facebook ở Việt Nam bây giờ đi vô Facebook rất là chậm, bị ngắt này kia nọ khác, thì thực sự ra đó là một những cái trò của nhà cầm quyền họ cố tình họ làm, tại vì họ họ rất là sợ cái thông tin của cái lệ dân, và họ rất là sợ cái sự thật, ai cũng biết như vậy hết rồi. Thì cái chuyện quan trọng là mình không phải là mình ngồi đó mình than thở, mà mình phải tìm bất cứ một cái phương pháp, một cái phương tiện nào đó để mà mình phải khắc phục được cái chuyện đó. Có nghĩa là mình phải trực tiếp mình đối diện với lại những cái trò chơi bẩn thỉu của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, chứ mình không có thể mình ngồi đó để mà mình than thở rồi mình bó tay. Tại vì thực ra nói về cái mặt kỹ thuật thì nó có rất là nhiều cái cách để mà mình có thể mình qua mặt, mà cái nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam họ không có làm cái được cái gì, không làm được cái gì hết. Đó đó là sự thật. Thì khi mà mình nói đến nhắc đến cái chuyện mà nhà cầm quyền, những cái trò ma mị của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam á, thì các anh chị em và các bạn cũng thấy là trong suốt thời gian qua không có riêng gì cá nhân mình, mà rất là nhiều bạn, rất là nhiều anh chị em đã tìm mọi cách chia sẻ những cái thông tin về cái quá khứ, về cái lịch sử, về cái hiện tại, vân vân và vân vân, để cho những người đồng bào, những anh chị em trong nước chưa có thấy, chưa có hiểu, chưa có biết thì có cái cơ hội để mà thấy hiểu, thấy biết và hiểu những cái thứ mình chưa thấy, mình chưa biết và mình chưa hiểu. Thì cái đó nó biến thành một cái mối đe dọa rất là lớn cho nhà cầm quyền Cộng sản. Và cái chuyện mà mọi người, nhiều người đã cố gắng vạch mặt cái sự tồi tệ của cái chế độ thì nó quá nhiều. Nó nhiều đến cái độ mà mình thấy mình rất là ngạc nhiên là cái mạng xã hội nó biến thành một cái môi trường và một cái công cụ để mà nó hình thành giống như là một cái trận chiến về truyền thông giữa hai phía lề dân và lề đảng. Và cái trận chiến đó nó càng ngày nó càng gay gắt, càng ngày nó càng khốc liệt. Và nó càng ngày nó càng rõ ràng, nó rõ nét cái sự rạch ròi giữa hai bên của cái tạm gọi là chiến tuyến. Thì đó là một cái điều hay, nhưng mà đó lại là một cái điều đáng buồn. Tại vì những cái dân tộc khác họ dành cái thời gian, họ dành cái tâm lực để mà họ xây dựng cái đất nước của họ. Mà cho đến ngày giờ này, cái đất nước Việt Nam của mình, người dân Việt Nam vẫn tiếp tục giằng co với nhau ở bên hai cái chiến tuyến chỉ vì khát khao và mong mỏi hai thứ hoàn toàn đối lập nhau, hoàn toàn đối ngược nhau. Cái livestream có cái tựa đề đỏ ngày hôm nay mình không có muốn dành để mình phân tích những cái tồi tệ của cái cộng sản trong quá khứ. Đỏ có nghĩa là cộng sản rồi đó các bạn.
Đối với cá nhân mình bây giờ cái gì nó là đỏ, nó là cộng sản. Và hay khi mà mình nói đỏ, khi mình nói đến cộng sản là mình thấy, mình toàn là thấy những cái thứ tồi tệ, mình toàn là thấy những cái thứ chết chóc máu me, toàn là mình thấy những cái thứ dối trá, mình toàn là thấy những cái thứ bạo lực đe dọa, chứ mình không có thấy một cái màu hòa bình, mình không có thấy một cái màu, một cái sự sống, mình không có thấy cái tính nhân bản, mình không có thấy cái tương lai trong cái màu đỏ. Cho nên mình nói thật với các bạn, mình bây giờ mình rất là dị ứng với cái màu đỏ. Mình đi tới đâu mình thấy màu đỏ là tự nhiên mình rùng mình nổi da gà lên, tại vì mình không chấp nhận màu đỏ nữa. Tại vì cái màu đỏ đó nó không phải là giống như là số đỏ mà người dân thường gọi trước giờ, mà cái màu đỏ nó luôn luôn nó là một cái biểu tượng, nó làm cho người dân phải ám ảnh, làm cho người dân phải sợ hãi, làm cho người dân phải chán nản, làm cho người dân phải mệt mỏi. Mình không muốn nói đến cái quá khứ dối trá và tàn bạo của cộng sản trước đây các bạn. Mình không muốn nhắc lại những cái chuyện như ông Hồ Chí Minh, ông giả làm ông Trần Dân Tiên, rồi ông tự động viết mấy cái thứ để ông tự bơm thổi ông, cái đó người ta nói nhiều rồi. Mình cũng muốn nói đến cái chuyện là ông Trần Dân Tiên tự động ông khai ông là ông không không bao giờ ông bán nước. Rồi mình không có nói đến cái chuyện là cái Đảng Cộng sản Việt Nam á, nó vô trong một cái thế kẹt, cho nên nó chơi cái trò nó giả vờ, nó giải thể cái Đảng Cộng sản năm 1946, vân vân và vân vân. Và suốt cả một cái cuộc chiến tương tàn, cái Đảng Cộng sản luôn luôn nó có những cái lý do để mà nó huy động cái lực lượng dân. Và cái sự dối trá đó nó dễ dàng bị khỏa lấp, nó dễ dàng nó dùng mọi cái lý do để nó khỏa lấp, tại vì nó dựa trên một cái điểm duy nhất, đó là chiến đấu để mà giải phóng dân tộc, chiến đấu để mà giành được cái nền độc lập, chiến đấu để mà thống nhất cái đất nước. Tất cả những cái đó là những cái lý do chính đáng, phải không? Chính vì cái chuyện gọi là nó nhân danh là nó giải phóng dân tộc, nó nhân danh là nó giải phóng đất nước, nó nhân danh là nó thống nhất đất nước, cho nên nó luôn luôn nó có cái chính nghĩa ở trong đó. Và cái đằng sau cái chính nghĩa là một cái bộ mặt nhơ nhớp mà ít người thấy được. Tại vì núp đằng sau cái mặt nạ của cái gọi là giải phóng dân tộc hay là thống nhất đất nước vân vân và vân vân á, nó khơi dậy cái lòng hào hùng của người dân Việt Nam, và nó đưa ra một cái lý do chính đáng để cho người dân Việt Nam hy sinh, phải không các bạn? Nhưng mà tận cho đến ngày giờ này á, những cái thứ giả trá đó, những cái chiêu bài là giải phóng đất nước hay là thống nhất đất nước hay là giải phóng dân tộc vân vân và vân vân, cái đó nó bị hư hoại. Tại vì bây giờ nó có cái gì để mà nó thống nhất đất nước và giải phóng dân tộc nữa, nó đâu có dùng được mấy cái chiêu bài là giải phóng dân tộc nữa các bạn. Cho nên từ cái lúc mà nó ký cái hội nghị Thành Đô, nó có cái hội nghị Thành Đô năm 1990 cho đến tận ngày giờ này, và đặc biệt trong vòng vài năm nay, từ khi mà Nguyễn Phú Trọng đã có những cái giao ước giao kèo gì đó rất là bí ẩn với lại Trung Quốc, thì tự nhiên các bạn thấy rằng là những cái câu mà đầu môi chót lưỡi là thống nhất đất nước, trọn vẹn lãnh thổ vân vân và vân vân, nó vứt vào thùng rác hết. Nó không dám nhắc tới cái chuyện đó, tại vì nó nhắc tới chuyện đó thì nó ốp dột quá, nó lộ liễu quá. Tại vì thống nhất đất nước, trọn vẹn lãnh thổ thì làm gì có cái chuyện mà chia chia sắn đất sắn đai ra để mà tạo thành đặc khu, để mà tạo thành những cái khu gọi là đặc quyền kinh tế vân vân và vân vân, phải không? Cho nên bây giờ ngay cả cái dự luật đặc khu kinh tế nó hoàn toàn nó không dám, bao giờ nó dám nói đến cái chuyện gọi là toàn vẹn lãnh thổ hay cái gì hết. Nó né hoàn toàn những cái câu gọi là toàn vẹn lãnh thổ. Nó né một cái câu là hoàn toàn là coi như là cái tính độc lập và cái tính tự chủ của cái đất nước Việt Nam. Và nó chỉ có một cái luận điệu duy nhất, đó là chuyện kinh tế. Phải không? Nó luôn luôn nó đem nó viện cớ vì cái lý do kinh tế, vì cái thế này thế kia thế nọ, cho nên nó mới phải cần những cái gọi là cái luật đặc khu kinh tế đó. Nhưng mà cho đến ngày giờ này, khi mà một người hỏi một cách rất là trung dung, một cách rất là tỉnh táo là
cái lợi ích kinh tế nó như thế nào thì không có ông nào bà nào mà dám giải thích cho được hết á. Mà nếu như các bạn suy nghĩ kỹ đi, tại sao phải đi đến cái mức độ rằng là mình phải tạo ra những cái khu tô giới đó. Cái đó ngày xưa nó gọi là tô giới đó các bạn, có nghĩa là mình cho thuê một cái khu đất để mình lấy tiền. Tại sao đi tới cái mức độ là vì cái lý do kinh tế cho nên mình phải tô giới đất đai lãnh thổ của quốc gia để mà mình làm kinh tế. Đúng không? Tại vì rõ ràng rằng là nó không có làm được một cái gì ra trò ra trống hết. Cái kinh tế nó suy sụp tại vì nó không có cái phương hướng, nó không có cái kế hoạch, nó không có cái trí tuệ, nó không có cái chất xám. Mà ngược lại á, nó chỉ có ăn, nó có đào, nó có bới, nó xới, nó dở, nó tham nhũng, nó lãng phí, cho nên nó mới đi tới cái tình trạng kinh tế nó bị kiệt quệ, cho nên mới phải chơi cái trò tô giới gì nữa. Tại sao nó không có dám thẳng thắn nó nói là bây giờ mình phải giải quyết những cái sai lầm, những cái hư hoại trong cái chế độ, mà nó vẫn tiếp tục nó đẩy tới cái chỗ rằng là nó làm ngơ giống như là không có cái chuyện gì tồi tệ xảy ra hết, và nó vẫn tiếp tục nó đem cái lý do gọi là kinh tế ra để mà nó giải tỏa cho cái chuyện, nó giải đáp và nó biện hộ cho những cái quyết định bán nước, phải không? Mà có rất là nhiều người bị dính vô trong cái tròng đó. Mình hỏi các bạn nè, nó đem nó tô giới mấy cái vùng đất thì nó lợi gì cho người dân? Nó có lấy, mình hỏi nè, một cái chuyện rất là đơn giản. Từ cái lúc mà có Trung Quốc bước vô trong cái đất nước Việt Nam, ngà hàng hóa Trung Quốc tràn ngập cái đất nước Việt Nam, đúng không? Công ty của Trung Quốc tràn ngập cái đất nước Việt Nam, khách du lịch tràn ngập vô trong cái đất nước Việt Nam. Có người dân Việt Nam được giảm thuế chưa? Có người dân Việt Nam nào được giảm thuế chưa? Chưa. Có người dân Việt Nam nào được giảm phí chưa? Hoàn toàn chưa. Có người dân Việt Nam nào cảm thấy giá cả nó hạ xuống chưa? Chưa. Chẳng những nó không có hạ giá, không có giảm phí, không có giảm thuế mà nó còn tăng vùng vụt. Phải không? Đó là mình chưa kể đến những cái chuyện, những cái hệ quả khủng khiếp của cái chuyện mà tràn lan thức ăn thức uống độc của Trung Quốc trên đất nước Việt Nam, nó không có giải quyết được cái chuyện đó. Đó, cái chuyện trước mắt chưa có giải quyết được, tiếp tục vẽ một cái bánh vẽ kinh tế tế để mà đưa ra trước mắt dân để mà lừa Mỹ. Đó không? Cho nên các bạn thấy á, nó lừa Mỹ. Ngày xưa nó lừa Mỹ bằng cách là nó nói đây là cái vấn đề gọi là giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, thì người dân có thể là mơ hồ thì còn nghe theo, còn tin theo. Còn bây giờ rõ ràng là nó muốn cắt đất rồi nó cho thuê, mà thuê 99 năm là coi như xong rồi. Nó sinh con đẻ cái, nó ăn dầm nằm về trên cái đất nước Việt Nam rồi rốt cuộc nó lấy lại là lấy cái gì? Phải không? Mà liệu đến lúc thời đó con cháu chắt chít của những cái thằng lãnh đạo nó có còn sống để nó đòi không? Hay là lúc đó là dân Trung Quốc nó tràn ngập. Đàn ông Trung Quốc thì thừa, đàn bà Trung Quốc thì thiếu. Nó cứ kéo toàn là đàn ông Trung Quốc qua trên đất nước Việt Nam rồi bắt đầu nó sinh con đẻ cái. Mấy chục năm thì giải quyết như thế nào về cái chuyện đó? Nó được cái lợi gì vấn đề kinh tế? Đó. Hỏi những cái ông lãnh đạo cho đến ngày giờ này á, mấy ông chiết tính ra được là đưa tiến hành ba cái đặc khu kinh tế đó, nó thực sự nó mang lại bao nhiêu đồng xu cắt bạc cho người dân, đấy không? Hoàn toàn không có ông nào trả lời được hết á, ngỏng. Cũng như là bô xít, cũng như là Formosa, cũng như là nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân, cũng như là nhà máy giấy Lienman, tất cả đều là hứa hẹn. Trước khi mà nó tiến hành những cái đó, nó đã quyết định từ lâu. Và khi người dân bắt đầu la la ó lên là bắt đầu nó hứa hẹn. Nó hứa hẹn xong rồi á, đến bây giờ coi như là nó gọi là coi như là cứt trâu hóa bùm, coi như là xong chuyện rồi á. Bây giờ người dân hỏi cho tụi tôi được đồng xu các bạn nào ở cái chuyện Formosa đâu, cũng không ai trả lời được. Tụi tôi có được cái lợi nhuận gì trên cái bô xít không? Trước khi mà mấy ông đưa cái bô xít ra tranh cãi, mấy ông nói tiềm năng kinh tế phát triển quốc gia, mấy ông dùng những cái từ rất là ghê gớm đại ngôn. Rốt cuộc bây giờ người dân được hưởng cái gì?
Phải không? Người dân hoàn toàn không có được hưởng cái gì từ cái lúc mà các bô xít cho đến ngày giờ này. Tiền thuế vẫn tăng, tiền phí vẫn tăng, giá cả vẫn tăng, đời sống càng ngày càng đắt đỏ, càng ngày càng khó khăn. Người dân đâu có được cái gì đâu. Chẳng những như vậy nó còn tiếp tục nó đẻ ra hàng trăm thứ thuế, hàng trăm thứ phí. Bà con ở trong nước có thấy chuyện đó không? Quá rõ mà, đâu phải cần phải chứng minh đâu. Bước chân ra ngoài đường là thấy có thuế, bước chân ra ngoài đường là thấy có phí. Thấy không? Bóc cái bánh lên ăn cũng là phải trả thuế, bóc cái kẹo lên ăn cũng phải trả thuế phí. Tất cả mọi thứ trên cái đất nước Việt Nam không có cái gì mà không phải trả đó. Thấy không? Chết cũng phải trả, bệnh cũng phải trả, đi học cũng phải trả. Thấy không? Giấy tờ tất cả mọi thứ, trăm thứ nghìn thứ, không có cái gì mà miễn phí hết đó, không có cái gì mà gọi là cái phúc lợi cho người dân hết đó. Mà trong khi đó toàn là đẻ ra những cái thứ hư hoại. Vậy thì bây giờ mấy ông đã quyết định tiến hành cái luật đặc khu kinh tế, mấy ông giả vờ nói là hoãn lại. Thực ra cái chuyện đó là cái chuyện nó chỉ là nó chơi cái trò triển hạn thôi. Thực sự nó đã tiến hành, nó xây dựng rồi. Và mình muốn nói cho các anh chị em và các bạn ở đây là đó là một cái trò, lại là một cái tiếp tục cái trò lừa đảo, một cái trò ma mị. Mà bây giờ nó không có bất cứ một cái giá, một cái lý do gì thỏa đáng. Tại vì người dân nói người ta không có muốn dân Trung Quốc ở trên cái đất nước Việt Nam. Thì nó bẻ ngược qua cái chuyện kinh tế. Bây giờ mình đem chuyện kinh tế đó mình nói, thì nó nói là xuyên tạc bịa đặt. Là sao? Phải không? Người dân thắc mắc, người ta nói ok, bây giờ mấy ông nói là cái chuyện này là cái chuyện kinh tế. Ba cái khu đặc khu kinh tế này là có giá trị kinh tế. Bây giờ người dân muốn biết chính xác nó, ba cái đặc khu đó nó vô á, thì người dân được cái gì? Người dân có được giảm thuế không? Người dân có được giảm phí không? Giá thành có được giảm không? Cái đời sống người dân nó có đỡ dễ thở ra không? Học phí của học sinh có giảm không? Yeah. Phí y tế nó có giảm không? Cầu đường, đường xá đi lại á, nó có giảm không? Nó có dẹp hết mấy cái bot trên những cái xa lộ không? Yeah. Nó có ngưng cái tình trạng cưỡng chiếm, cưỡng chế đất đai không? Yeah. Nó có ngưng cái tình trạng là hàng hóa Trung Quốc tràn ngập trên cái đất nước Việt Nam để nó phá nát cái nền kinh tế Việt Nam không? Nếu như mà ba cái đặc khu kinh tế nó xuất hiện trên đất Việt Nam mà nó giải quyết được mấy chuyện đó thì nghe được. Và cái chuyện đó nó có tiếp tục nó giải quyết được cái nạn tham nhũng là cái quốc nạn trên đất nước Việt Nam không? Không. Người dân được quyền hỏi mà. Tại sao người dân không không có chịu đối diện với người dân để mà trả lời một cách tỉnh táo, một cách tử tế, mà biến thành cái chuyện là bị người dân lòng yêu nước bị lợi dụng, rồi bị kẻ xấu lôi kéo, rồi bịa đặt thông tin sai trái là sao? Đó là những cái câu hỏi hoàn toàn chính đáng. Và bất cứ một cái người dân, bất cứ một cái công dân nào cũng đều có quyền đặt cái vấn đề. Và bất cứ một cái thằng đầy tớ nhân dân nào cũng phải có trách nhiệm trả lời cho những cái thắc mắc đó. Còn nếu mà nó không trả lời thắc mắc đó được mà nó bóp miệng dân thì nó đâu có cái giá trị gì. Cái chế độ đó nó đâu có cái giá trị gì. Phải không các bạn? Cho nên mình muốn nhắc nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần. Người dân phản ứng, người dân biểu tình, người dân bày tỏ thái độ không phải là bày tỏ thái độ một cái luật tầm bậy. Mà người dân bày tỏ ý kiến phản đối những cái quyết định đó là phản đối cả một cái cơ chế nó đã và đang đưa ra vô vàn những cái điều sằng bậy. Đó. Cho nên đừng có bị lạc đề vô trong cái chuyện là mình đi mình chống, là mình chống cái luật đặc khu kinh tế. Mình chống là mình chống cái cỗ máy nó đẻ ra cái luật đặc khu kinh tế để mà nó đem lại cái lợi ích kinh tế cho tụi nó, chứ nó không phải đem lại kinh tế cho người dân. Nó lập cái luật đặc khu kinh tế là nó để nó đem lại lợi nhuận cho mẫu quốc Thiên Triều, mẫu quốc Trung Quốc của tụi nó. Và những cái thằng phía dưới, thằng nào liếm láp được chút nào thì nó có cái lợi nhuận được chút đó. Còn người dân là con zero. Phải không? Có nghĩa là người dân phản ứng là người dân phản ứng đối với cái sự hư hoại của cái chế độ.
chứ không phải là hư hỏng của một cái luật. Người dân cần phải xác định rõ như vậy. Cách đây mấy ngày mình nhận được một cái tin nhắn, trong đó gửi một cái gọi là cái quyết định của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra cái kế hoạch tuyên truyền ổn định an ninh trật tự trong thời gian tới. Mình đọc mà mình cười ngất. Mình cười ngất vì cái tính dối trá một cách thản nhiên. Nó dối trá một cách thản nhiên cho đảng viên và cho những cái người trong cái cơ chế đó. Mình không tin là những người đảng viên đó, họ u tối, họ mất lý trí, họ mất trí tuệ đến cái độ họ đọc những cái thông tư đó mà họ không hiểu được cái sự dối trá. Mình không tin. Mình không tin là họ bị mất trí, không còn cái trí tuệ, không còn cái trái tim, không còn cái lý trí đến cái mức độ đó. Cho nên mình nghĩ ra một, thì mình chỉ đi tới một cái chỗ là có những cái người mà đảng viên trong đó mà họ vẫn cung cúc tận tụy để mà họ bảo vệ cái chế độ, họ là những người hoàn toàn không có trái tim, họ là những người hoàn toàn không có cái lương tri, họ là những người hoàn toàn không có cái trách nhiệm. Cho nên đó, nhiều anh chị em đảng viên hay đưa ra cái những cái câu chống chế, nói là không phải ai là đảng viên là cũng xấu. Thì mình xin thưa, nếu những anh chị em đảng viên nào mà nghĩ mình không phải là người xấu, mình không còn lương tri, mình không còn trí tuệ, mình không còn trái tim, thì hãy bước ra khỏi cái hàng ngũ đó đi. Tại vì ngồi ở trong cái hàng ngũ đó, tiếp nhận những cái chỉ thị, tiếp nhận những cái thông tư là đã là nằm trong một cái bè phái ma quỷ dối trá đó rồi. Tại sao mình là còn trái tim mà mình chấp nhận mình ngồi trong cái hàng ngũ của những kẻ không có trái tim? Mình là người có trí tuệ, tại sao mình chấp nhận mình ngồi trong cái đám của những kẻ không có trí tuệ? Mình nói mình là người yêu nước, tại sao mình ngồi trong cái hàng ngũ của những kẻ đang bán nước? Đừng có đem cái chuyện gọi là vì miếng ăn, đừng có đem cái chuyện vì hoàn cảnh, đừng có đem cái chuyện vì là sợ như thế này, vì thế kia, vì thế nọ. Xin lỗi, cái danh dự của một cái con người, của một cái công dân đối với một cái đất nước, một cái tổ quốc, nó là lớn nhất, nó là giá trị nhất. Chứ cái miếng ăn là một cái thứ tồi tàn nhất. Đừng có đem cái miếng ăn ra để mà bào chữa cho cái danh dự của mình. Nếu mà mình nghĩ là cái miếng ăn của mình nó quan trọng đến cái độ mà mình vứt sọt rác cái trách nhiệm, cái danh dự và cái trách nhiệm của một cái công dân bảo vệ tổ quốc, thì người đó còn có cái giá trị gì? Phải không? Trong cái bản mà cái bạn đó gửi mình vô á, nó có cái phần gọi là mục đích yêu cầu. Cái mục đích yêu cầu của cái thông tư nó là chỉ rõ âm mưu thủ đoạn, thông tin sai trái của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị nhằm phá hoại, lôi kéo kích động quần chúng, nhân dân tuần hành, biểu tình gây rối an ninh trật tự, bạo loạn lật đổ. Cái đó nó rất là đại ngôn, nó rất là ồn ào, nhưng mà nó đúng hết cái tinh thần rõ ràng. Là cái nhà cầm quyền cộng sản bây giờ nó không có bất cứ một cái chính nghĩa gì hết, nó biến thành một cái thứ hoàn toàn phi nghĩa. Cho nên luôn luôn nó ám ảnh là khi mà người dân phản ứng là nó sợ đến cái chuyện bạo loạn lật đổ. Tại sao những người dân những cái đất nước khác họ xuống đường họ biểu tình, chính phủ của họ không có sợ bị đạo bạo loạn lật đổ, mà cái chính quyền cộng sản tài tình đúng đắn luôn luôn phải sợ hãi là bị bạo loạn lật đổ? Phải không? Tại sao mình không có đặt cái câu hỏi như vậy? Nếu như mà cái đảng đúng đắn tài tình, nếu mà cái chế độ nó ưu việt, nếu mà nó thực sự là nó bình yên, nó ổn định, nó phát triển, tại sao người dân lại cả tin, lại nghe theo những cái sự xúi dục của những cái thế lực thù địch để mà bạo loạn lật đổ? Các bạn thử đi qua cái đất nước Úc nè, ha, cho các bạn 100 năm để mà các bạn xúi dục, để mà thúc đẩy, để mà mua chuộc, coi thử nó có bạo loạn, nó lật đổ cái chế độ không? Thách luôn.
Tại sao chuyện đó không thể thực hiện được ở cái đất nước như đất nước Úc? Tại sao không thể thực hiện được như cái đất nước như đất nước New Zealand? Tại sao nó không thực hiện được ở Đan Mạch, ở Na Uy, ở Thụy Điển, ở Phần Lan, ở Thụy Sĩ, vân vân và vân vân. Mà tại sao nó lúc nào cái nhà cầm quyền cộng sản phải lúc nào cũng phải sợ hãi về cái chuyện gọi là bạo loạn và lật đổ? Nếu mà các ông làm những cái chuyện đúng đắn, mấy ông làm những cái chuyện minh bạch, người dân hài lòng thì mắc mớ gì cái bao nhiêu cái thằng nào gọi là cái thế lực thù địch đủ để mà có thể mà nó lợi dụng và nó xúi giục để người dân có cái đủ cái lực lượng để mà gây bạo loạn lật đổ. Phải không? Cho nên đó, cái đó nó biểu hiện cho cái sự đớn hèn, yếu ớt và sợ hãi của cái chế độ trước cái sức mạnh của người dân. Tại vì bây giờ nhà cầm quyền cộng sản nó không có một cái chính nghĩa gì hết, mà nó hoàn toàn nó phi nghĩa. Nó phi nghĩa từ từ cái chuyện gọi là chính sách đường lối, tại vì nó toàn là nói láo, nó toàn là nói dối và nó không bao giờ nó làm được những cái điều nó nói. Toàn là nó tung ra những cái thứ hứa hẹn, nào là giống Singapore, nào là giống Paris, nào là giống cái gì lung tung á. Nó luôn luôn nó phịa ra, nó đẻ ra những cái chuyện coi như mơ màng, nó bẻ ra những cái bánh vẽ để mà nó dụ khị người dân. Mà cái thực trạng nó tan nát ở bên trong cái đất nước Việt Nam, nó không có giải quyết được, nó không có một cái phương hướng, nó không có một cái định hướng gì rõ ràng trong tương lai. Cho nên người dân phải thấy, phải hiểu để mà họ có phản ứng cái chuyện đó chứ, phải không? Rồi cái mục đích của cái gọi là cái kế hoạch tuyên truyền ổn định, nó có cái câu rất là khôi hài: định hướng tư tưởng, tuyên truyền, đấu tranh kịp thời làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch phản động lợi dụng. Quá trình xây dựng luật còn một số vấn đề chưa thống nhất để xuyên tạc các quan điểm chủ trương đúng đắn của đảng và nhà nước. Có một cái lực lượng nào mà có đủ cái sức mạnh để mà lợi dụng những cái vấn đề chưa thống nhất để mà có thể mà coi như là tranh thủ và thúc đẩy người dân bạo loạn để lật đổ chế độ? Mà nó rất là ma mãnh các bạn, nó nói là một số vấn đề chưa thống nhất. Chưa thống nhất là chưa thống nhất cái gì? Có nghĩa là mấy ông đưa ra một cái luật, người dân thắc mắc, mấy ông không có giải thích được, cho nên mấy ông giả vờ là mấy ông hoãn lại, nhưng mà mấy ông vẫn tiếp tục ông tiến hành. Thì cái đó là chưa thống nhất rồi. Các ông cần cái sự thống nhất nào? Các ông cần cái sự thống nhất bằng cái cách là mấy ông vẫn tiếp tục là nói rằng là chủ trương đúng đắn của đảng và nhà nước là cái gì? Cái chủ trương đúng đắn của đảng nhà nước là mấy ông nói về vấn đề kinh tế. Bây giờ người dân hỏi nó được cái lợi gì cho người dân? Trả lời đi, trả lời giùm đi. Người dân được giảm thuế bao nhiêu phần trăm? Bao nhiêu trăm cái loại phí nó sẽ được bỏ đi? Không? Mấy cái bot trên khắp bao nhiêu cái quốc lộ sẽ được dẹp đi? Không? Học phí nó sẽ được giảm bao nhiêu? Viện phí nó sẽ phải giảm bao nhiêu? Cái môi trường, cái đời sống của dân này như thế nào? Mấy ông phải nói, mấy ông phải làm. Chứ mấy ông nói là ông đúng đắn của đảng và nhà nước mà mấy ông không có làm gì thì người ta thấy nó đúng đắn chỗ nào? Người ta không thấy cái sự đúng đắn chỗ nào, người ta chỉ thấy đổ nát không à. Chỉ thấy những cái thằng tham quan càng ngày càng mập ú ù, càng giàu nước đổ đổ vách. Và nó đi nước ngoài, nó đi chợ, nó gửi con, gửi cái, gửi vợ, gửi gia đình ra bên ngoài, nó mua nhà, nó mua xe để nó chuẩn bị sẵn để mà nó bấm nút nó dọt. Thì cái đó là đúng đắn tài tình à. Rồi mấy ông nói chia rẽ nội bộ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, kích động gây biểu tình, gây mất trật tự xã hội và trên không gian mạng. Ôi trời, cái khối đoàn kết, đại đoàn kết dân tộc đó là cái khối gì? Đại đoàn kết dân tộc có nghĩa là một cái mớ những cái con lừa nó phải phủ phục để luôn luôn nó phải gật đầu là những cái đường lối của đảng và nhà nước luôn luôn đúng đắn và tài tình à.
Và không được phản biện à, không được đặt câu hỏi à, không được thắc mắc à, không được đòi hỏi những cái điều, những cái quyền chính đáng của người dân à. Đó là cái khối đại đoàn tộc, đoàn kết đại dân tộc sao? Nếu mà cái khối đoàn kết đại dân, đại đoàn kết của dân tộc nó gồm những cái con người yếu ớt, quỵ lỵ, u tối, sợ hãi, không biết cái quyền làm người của mình ở đâu, không biết cái trách nhiệm của một cái công dân ở đâu, thì cái khối đó mình nói thật, nó nát như tương và nó thối hoắc. Và cái tiền đồ cũng như cái tương lai dân tộc là nó đi vô trong cái sọt rác. Tại vì một cái dân tộc mạnh mẽ nó phải cần có những người dân mạnh mẽ. Một cái dân tộc có tương lai thì phải có người, có những cái người họ dám đặt vấn đề và nhìn đến cái tương lai. Chứ không phải là một cái dân tộc mạnh mẽ là nó gồm có những con lừa. Một cái dân tộc mạnh mẽ không phải là một cái dân tộc gồm có những cái con lừa phủ phục trước một cái nhóm người nào đó. Cho nên mình nói ra ở đây để cho các bạn thấy rõ ràng cái gọi là đường lối đúng đắn và tài tình của nhà nước là cái gì? Là nó muốn duy trì những cái con lừa để mà nó tiếp tục nó duy trì cái chế độ. Và cái chế độ đó nó càng ngày nó càng đẩy cái đất nước đến cái chỗ bột bại hoại và tàn nát. Phải không? Đó là đúng đắn tài tình gì nữa? Rồi nó còn thêm cái chuyện là gây mất trật tự xã hội và trên không gian mạng. Cái không gian mạng nào mà của cái Đảng Cộng sản Việt Nam nắm, cái không gian mạng nào mà của cái do cái nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam dưới sự lãnh đạo của cái Đảng Cộng sản Việt Nam nắm mà đòi phải kiểm soát cái gọi là cái sự bình ổn trên cái không gian mạng. Ô, mấy ông vừa phải thôi chứ. Ngay cả cái phong không gian mạng ở Việt Nam cũng chỉ ăn theo thiên hạ thôi, cũng phải dựa dẫm vào thiên hạ mà có thôi. Chứ mấy ông không có quản lý, mấy ông không có một cái sức mạnh, mấy ông không có một cái giá trị gì hết á. Mấy ông là cái con zero. Thì mấy ông làm cái gì mấy ông đòi mà phải quản lý cái sự trật tự trên không gian mạng? Phải vừa phải thôi. Không có một cái quốc gia nào trên thế giới này mà nó dám tuyên bố là nó đòi phải kiểm soát và có cái sự trật tự trên cái không gian mạng như mấy ông. Cái không gian mạng là cái xã hội phẳng, là cái nơi mà người dân người ta có cái quyền người ta bày tỏ một cách, một cái ý kiến một cách rất là công khai, một cách rất là dân chủ, một cách rất là minh bạch. Ngay cả cái chuyện mà bây giờ ở ngoài đời người ta nói không được, người ta lên trên mạng người ta nói cũng phải tìm mọi cách bóp miệng người ta làm sao. Ô, mấy ông vừa phải thôi, mấy ông độc tài đến mức độc tài và độc đoán đến cái mức như vậy mà người dân Việt Nam không dám làm cái gì thì đương nhiên là cái cơ đồ của cái đất nước Việt Nam nó đổ nát là phải. Tại vì mình lặp lại, một cái quốc gia nó mạnh mẽ nó cần phải có những cái con người mạnh mẽ. Một cái quốc gia nó có cái tiền đồ, một cái tiền đồ tươi đẹp, nó phải có những cái con người có trí tuệ, có trí tuệ, có ý thức, có trách nhiệm. Mà mấy ông bóp miệng không cho người ta suy nghĩ, không cho người ta phản biện, không cho người ta nghi vấn, không cho người ta đặt câu hỏi, thì làm sao mà nó có một cái đất nước mạnh mẽ? Làm sao nó có một cái dân tộc mạnh mẽ? Phải không? Trong cái thông tư á, nó đưa ra toàn là những cái câu rất là cũ mòn. Cho nên mình không có muốn coi như là bỏng tay các anh chị em và các bạn để mình đọc lại những cái câu cũ mòn gì. Toàn là mấy cái chuyện là cứ lặp đi lặp lại là những thế lực thù địch này phản động kia, rồi lồng ghép bịa đặt, đặt xuyên tạc này kia nọ khác. Nó chỉ có bao nhiêu đó, nó lặp đi lặp lại và nó cố tình nó muốn nó đẩy, là nó đẩy cho cái người dân, cho cái đám gọi là tuyên giáo, nó đẩy cho cái đám đảng viên, để mà cái đám đảng viên nó phải cung cúc tận tụy, nó tiếp tục nó tẩy não người dân, nó tiếp tục nó bóp nghẹt người dân, làm cho người dân phải khiếp sợ. Ai khiếp sợ thì im miệng, mà ai mà ngu ngơ thì gật đầu chấp nhận. Để làm chi? Để mà nó thõng tay, nó tự tung tự tác và nó làm mọi thứ để mà nó đạt được cái ý muốn của nó chứ gì, phải không? Tại vì nguyên cả một cái tài liệu 14 trang, mình hoàn toàn không thấy nó nhắc tới cái chữ gọi là độc lập. Mình thấy nó không có nhắc tới cái chữ tổ quốc. Nó không có nhắc tới cái chuyện gọi là ý dân.
mà nó chỉ lặp đi lặp lại cái sự đúng đắn tài tình của đảng. Cho nên cái chuyện này là chuyện của đảng chứ không phải là chuyện của dân. Mà nó là cái chuyện của đảng, tại sao nó bắt là người dân phải theo ý đảng? Mấy cái thằng đảng viên nó muốn theo ý đảng kệ nó. Người dân đâu phải là đảng viên đâu mà bắt người dân phải theo ý của nó. Phải không? Và cái chuyện rất là khôi hài với này nè. Để mình đọc một cái đoạn cho các bạn thấy. Tăng cường tuyên truyền thông tin chính thống các bài viết của lực lượng 94 các cấp bằng hình thức đăng tải bình luận comment qua các trang cá nhân, trang người hâm mộ fanpage của đoàn viên, hội viên, sinh viên, cán bộ, công chức, đảng viên trong toàn hệ thống chính trị, kịp thời cung cấp thông tin và định hướng dư luận theo các nội dung định hướng của trung ương và thành phố. Có nghĩa là sao? Chính nó đưa ra cái luật an ninh mạng, rồi nó sử dụng cái mạng xã hội để mà nó đưa ra thông tin một chiều theo ý của nó. Có nghĩa là nó sẽ đẩy hết sức, nó dùng cái mạng xã hội để nó biến thành một cái công cụ để mà nó định hướng dư luận xã hội theo các nội dung định hướng của trung ương và thành phố. Cho nên hồi nãy mình nói các bạn là cái đảng Cộng sản này nó muốn biến cái dân tộc Việt Nam thành những con lừa là không ngoa tí nào hết đó. Có nghĩa là nó luôn luôn nó đối xử người dân giống như một bầy con nít hoặc là những cái con lừa không biết gì, cho nên phải định hướng. Các bạn biết tại sao gọi là con lừa không? Tại vì con lừa nó được đeo hai cái mặt nạ ngang mắt này để cho nó nhìn, để nó đi thẳng, cho nó đừng có đi trái, đừng có đi phải, đừng có đi gì, nó cứ đi một đường đằng trước vậy nè. Mà nếu mà cứ đi xuyên qua trái, xuyên qua phải là lấy roi nó đét vô trong đít một phát là sợ quá là phải đi thẳng. Có nghĩa là nó đối xử người dân như những con lừa. Nó phải định hướng. Nó phải bắt cái đầu của con người phải cúi xuống và nhìn vào cái điểm nào nó muốn và đi tới những cái điểm nào nó muốn. Đó là định hướng dư luận xã hội theo đúng cái nội dung và định hướng của trung ương và thành phố. Tại sao nó một cái thể chế, một cái đảng nó nói là nó dân chủ gấp vạn lần các nước tư bản Tây phương mà nó không có dám để cho người dân phản biện? Tại sao nó không có nói là hãy tăng cường tuyên truyền thông tin chính thống, đồng thời phải mở rộng mạng xã hội để cho người dân có cái cơ hội và cái môi trường để phản biện, để góp ý, để phân tích, để tìm hiểu ra những cái giải pháp tốt nhất cho cái đất nước này? Tại sao nó không có đưa ra những cái câu như vậy? Tại sao không có đưa ra những cái câu hãy khuyến khích người dân phải có trách nhiệm đối với cái đất nước, hãy khuyến khích người dân hãy cùng nhau phản biện, cùng nhau đưa ra những cái điểm đúng và những cái điểm sai? Tại sao nó không có dám đưa ra những chuyện đó? Nếu như mà nó mạnh mẽ, nếu như mà nó đúng đắn, nó đơn giản với các bạn. Tại vì nó là những cái thằng độc tài, là thứ nhất, nó là những cái thằng độc tài mà nó không có khả năng là cái thằng thứ nhì, là cái chuyện thứ nhì. Và nó là những cái thằng độc tài, nó vừa sợ hãi, nó vừa độc tài và nó vừa ngu dốt, cho nên nó không bao giờ nó dám hoặc là nó đủ cái sức mạnh để mà nó nghe những cái lời phản biện. Nó không bao giờ nó dám đối chọi với người dân một cách sòng phẳng, một cách minh bạch để mà nó nghe những cái lời phản biện. Tại vì khi mà nó ngồi nó đối diện với người dân một cách để mà phản biện một cách sòng phẳng và minh bạch đó, thì nó lòi cái mặt quỷ nó ra liền. Mà khi mà 90 triệu người dân thấy cái rõ cái mặt quỷ của nó thì làm sao nó tồn tại được? Nó đơn giản là như vậy. Phải không? Cho nên nó vẫn tiếp tục nó mang cái mặt nạ dối trá của nó. Nghĩa là cái mặt nạ nó rớt xuống, nó chụp mặt nạ nó che lên lại. Cái mặt nạ rớt lần nào rớt xuống là nó thấy cái mặt, nó chụp cái mặt nạ là nó che lên lại. Và ai mà thấy cái mặt nạ của nó bị rớt xuống rồi á, là nó rút roi ra, nó quất để cho người ta sợ, để người ta im, đừng có nói a thằng này bị rớt mặt nạ. Đó là cái sự tồi tàn và tồi tệ của một cái chế độ mà ai trên cái đất nước Việt Nam cũng đều thấy. Và cái chuyện quan trọng là người dân phải tiếp tục thấy và tiếp tục lên tiếng và tiếp tục đẩy để cho nó sụm bà chè. Đó là cái chuyện cần thiết. Tại vì á, cho đến ngày giờ này mình không cần phải thuyết phục
mọi người hay nghe và hiểu nữa, tại vì cái thực tế trên đất nước Việt Nam đã là như vậy, nó rõ ràng rồi. Bây giờ không có một cái thằng đảng nào mà dám nói đến cái chuyện toàn vẹn lãnh thổ nữa hết. Mình cam đoan các bạn luôn, tại vì nó được chỉ thị để nó không nói đến cái chuyện gọi là toàn vẹn lãnh thổ nữa. Và thằng nào nó cũng hót như kim về cái chuyện là lợi ích kinh tế. Phải không? Và khi mình nói lợi ích kinh tế, kể cả cái chuyện bán nước thì nó nói đó là xuyên tạc. Cái gì nữa? Nếu mà không phải là xuyên tạc đó, thì làm sao mà có cái chuyện là 99 năm mà cái lợi ích kinh tế đó là lợi ích kinh tế cho ai? Thì nó không trả lời được thì nó nói đó là xuyên tạc chứ sao nữa. Và trong cái chỉ thị đó, nó đề nghị nào là sở văn hóa thể thao, nó đề nghị sở thông tin và truyền thông, rồi nó đề nghị cái sở ngoại vụ, rồi nó đề nghị các cơ quan báo chí thành phố. Nó có cái đoạn này rất là khôi hài. Cái chuyện mà nó đề nghị những cái thông tin, sở thông tin truyền thông là nó chơi cái kiểu mà nó phát tờ rơi, rồi nó gây định hướng, rồi nó tìm cách nó thuyết phục người dân, cái chuyện nó thường. Cái chuyện này nó mới vui nè. Đề nghị sở ngoại vụ chủ động làm tốt công tác thông tin đối ngoại, giải thích cung cấp thông tin cho các cơ quan đại diện nước ngoài có liên quan để hiểu rõ, ủng hộ, chia sẻ và không can thiệp vào công việc nội bộ, không làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh, vị thế và hình ảnh của đất nước và con người Việt Nam. Nó làm như là những cái cơ quan, những cái quốc gia bên ngoài là toàn là những thằng ngu. Nó cứ nghĩ rằng là những cái ông mà gọi là đại sứ, những cái phóng viên của những cái hãng thông tấn, những cái tổ chức về cái vấn đề nhân quyền, những cái quan sát viên về cái vấn đề kinh tế, về vấn đề chính trị, những vấn đề xã hội ở nước ngoài toàn là những thằng ngu không à. Cho nên nó phải đề nghị cái sở ngoại vụ là làm tốt công tác thông tin đối ngoại, giải thích, cung cấp thông tin cho các cơ quan đại diện nước ngoài. Nó giải thích như thế nào khi mà những cái cơ quan nước ngoài đó nó đã nhận được những cái clip mà những cái thằng công an giả là côn đồ đánh dân giống như là kẻ thù. Nó giải thích làm sao? Nó giải thích này, đây là chuyện nội bộ Ông mà có nội bộ hay là ngoại bộ hay cái gì cũng đó là cái hành vi tồi tệ của một cái chế độ nó đối xử với người dân trong chính cái đất nước đó. Thì bây giờ giải thích làm sao? Thấy không? Cái miệng nó thì nó nói đây là cái chuyện nội bộ không can thiệp. Đấy không? Nhưng mà cái tay của nó vẫn chìa ra để mà nó nhận. Có nghĩa là tao đánh dân của tao là chuyện nội bộ của tao nghe. Nhưng mà vì cái uy tín của đất nước và con người Việt Nam thì tụi mày cứ tiếp tục mày đưa tiền đi tao nhận. Các bạn thấy nó khốn nạn không? Nó làm giống như là cái bọn nước ngoài là cái bọn con nít gì đó. Nghĩa là cái chuyện tao đánh dân của tao đó là chuyện nội bộ nha. Nhưng mà cái chuyện mà tao tao có xin xỏ mày tiền đó là không phải là chuyện nội bộ. Các bạn thấy nó khốn nạn không các bạn? Đó. Rồi cái chuyện mà nó làm giống như người nước ngoài người ta không có cảm nhận được cái chuyện là đánh dân như thế nào à. Người dân có sai gì đi chăng nữa, người dân vẫn đúng. Không phải là vô cớ người dân xuống đường để mà biểu thị cái ý muốn của họ. Khi mà người dân muốn biểu thị một cái chuyện gì đó, người dân luôn luôn đúng. Khi mà người dân nổi giận lên, họ có đập phá, họ có đốt phá, người dân vẫn đúng. Mà khi nhà cầm quyền bắt đầu dùng cái lực lượng vũ trang để mà đánh người dân là phải sai. Cái chuyện đơn giản là như vậy. Tất cả các quốc gia trên thế giới nó đều là như vậy. Chứ không phải là chỉ có một cái tiêu chuẩn của Việt Nam là tiêu chuẩn duy nhất mà thế giới phải nghe theo. Cho nên bây giờ mấy ông muốn tiếp cận các cơ quan đại diện nước ngoài để mà đưa thông tin nêu rõ tình hình là tình hình gì? Chủ trương của cái nói là tiếp cận các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam như Mỹ, Âu Châu và một số nước phương Tây để thông tin về tình hình, nêu rõ quan điểm chủ trương của ta, tuyên truyền để các nước ủng hộ phương án giải quyết của Việt Nam trước những hoạt động gây mất ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Có nghĩa là mấy ông muốn nói cái gì? Mấy ông muốn nói rằng là
Ê, mấy ngoại quốc, mấy thằng ngu, tụi tao đang là muốn coi như là khống chế người dân để mà bảo vệ cái ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tụi tao đang làm chuyện đó đó. Cho nên á, tụi mày phải nghe, phải tin nghe. Các bạn thấy, các bạn nghĩ có một cái ông đại sứ nào hay là những cái tờ báo ở bên ngoài nào mà nó tin theo cái lời của cái nhà cầm quyền cộng sản? Từ ngày 10 tháng 6 đến bây giờ chưa có một cái tờ báo Tây phương nào tường trình, bình luận và tiếp tục khai triển những cái biến chuyển kế sau đó, sau ngày 10 tháng 6, sau cuộc biểu tình ngày 10 tháng 6, mà có một chút thiện cảm nào đối với cái nhà cầm quyền cộng sản. Nó rõ là như vậy. Chưa có một tờ báo nào mà nói là ô cái hành động mà nhà cầm quyền cộng sản phái công an ra, lực lượng công an ra chặn người dân rồi dùng cái lực lượng côn đồ, lực lượng công an giả côn đồ để đánh người dân là đúng đắn. Chưa có một tờ báo nào ở nước ngoài mà nó viết một cái bài báo như vậy. Thậm chí càng ngày càng nhiều tòa đại sứ trên 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 thế giới họ đã đưa ra những cái cảnh báo cho người dân của họ về cái việc đi du lịch đến cái đất nước Việt Nam. Các bạn thấy không? Cho nên nó đưa ra những cái thông tin như vậy á, một là nó ngây thơ, hai là nó cố tình nó bơm vô một não của những cái thằng đảng viên một cái thứ thuốc mê để mà mấy cái thằng đảng viên nó vẫn tin rằng là cái đường lối chính sách của đảng và nhà nước là đúng đắn và tài tình. Mặc dù đó là cái trò cười của quốc tế, đó là cái trò cười của thiên hạ. Phải không? Nó vẫn nghĩ rằng là cái hành động dối trá của nó đánh dân lại là được được mấy cái lưỡi dẻo của mấy cái thằng mà gọi là tuyên giáo là khiến cho cái nước ngoài nó ủng hộ cái phương án giải quyết đó. Không có một cái quốc gia nào dân chủ thật sự mà nó ủng hộ cái phương án giải quyết bằng cách là đánh dân trong khi biểu tình. Sau khi biểu tình rồi á, chụp dân đi vô trong đồn, viết sẵn một cái đơn bắt người dân phải ký xuống là đã nhận tiền ở bên ngoài để biểu tình. Không ký là nó quýnh mửa máu ra, không ký thì nó quýnh coi như là gãy răng, không ký là nó quýnh cho xỉu đó, nó quýnh cho đi nhà thương. Mà cho đi nhà thương rồi á, cái nạn nhân phải tự động phải lo cái viện phí cho mình luôn, chứ không có một cái thằng công an, không có một cái chính quyền, không có một cái ủy ban nhân dân nào mà trả một xu tiền để mà đền bù cho những cái hành động khốn nạn của nhà thằng công an hết á. Các bạn nghĩ là những cái quốc gia giống như là Anh, Pháp, Mỹ, Đức, Ý rồi Thụy Điển, Hoa Lan, Đan Mạch, Úc, New Zealand, Nhật, Philippines rồi họ đồng ý mấy cái chuyện đó hả? Nó đồng thuận mấy cái chuyện đó hả? Làm gì có cái chuyện đó? Thấy không? Rồi tổ chức gặp mặt một số hãng thông tấn báo chí nước ngoài ở Việt Nam đề nghị hợp tác đưa tin khách quan trung thực thông qua một số cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước ngoài để thông tin với nước sở tại các nội dung như phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam hướng dẫn các cơ quan đại diện ta ở nước ngoài xử lý tình huống liên quan đến người Việt ở sở tại. Nó làm giống như rằng là những cái thông tin của nó đưa ra là sẽ khách quan, còn những cái thông tin của người dân ra là chủ quan. Mình đã nói rồi, người dân phản ứng như thế nào đều luôn là đúng, nhà cầm quyền trấn áp người dân đều luôn sai. Đặc biệt nhà cầm quyền chơi cái trò coi như là hèn hạ, bỉ ổi, ti tiện đến cái độ là xẻ nhỏ những người biểu tình ra, bắt họ đem về đồn, đưa sẵn một cái đơn khai khống sẵn rồi buộc họ phải ký xuống, không ký là phải đánh cho chết, đánh cho bị thương, đánh cho coi như mày muốn chết thì cho mày chết luôn. Không có một cái quốc gia nào mà nó chấp nhận điều đó nữa. Các bạn thấy không? Mình phân tích để các bạn thấy là nó ma mị nhưng mà nó rất là ngu xuẩn. Tại vì thực tế không có nước nào mà nó chấp nhận cái chuyện đó.
mà mình tin rằng là cái bọn tuyên giáo nó đưa này ra là để làm chi, để nó bơm cái thuốc tê vào trong trong đầu những cái thằng đảng viên, chứ không phải là nó thực sự nó dùng cái đó để mà cho cái công việc đối ngoại. Tại vì nếu mà thực sự mà nó đi ra ngoài mà nó rỉ tai nó nói với mấy cái thằng bộ trưởng bộ ngoại giao này hay đại sứ kia là tụi tao không có quýnh dân đâu, tụi tao không có chẻ nhỏ dân đâu, tụi tao không có đánh cho người dân mà vô trong bệnh coi như là lị chì luôn, đi vô trong bệnh viện rồi tụi tao vứt dân vô trong bệnh viện rồi tụi tao bỏ đi để cho dân tự lo đâu. Không bao giờ có một cái tòa đại sứ nào, không bao giờ có một cái hãng thông tấn nào nó tin. Đó là chuyện hoàn toàn có thật. Tại vì người ta có cái lương tri, người ta có cái nguyên tắc và người ta có cái trí tuệ để người ta biết được cái chuyện đúng và cái chuyện sai nằm ở chỗ nào. Rồi, có cái chuyện này rất là vui. Khi thông tin về các vụ việc tụ tập đông người gây rối, vi phạm pháp luật. Các bạn biết nha, cái này là chơi cái trò mà vú cả lấp miệng em. Người dân trong cái hiến pháp là nó có cái điều khoản là người dân được quyền coi như là lập hội, người dân được biểu tình, người dân được tụ tập. Mà nó hoặc ngược lại nó nói là người tụ tập đông người gây rối là vi phạm pháp luật liền. Thấy không? Có nghĩa là nó luôn luôn nó đặt người dân vô trong cái thế là người dân là luôn luôn bị vi phạm. Chứ không phải là người dân bày tỏ. Người dân mấy chục năm nay coi như là đưa đơn để mà khiếu kiện này kia nơi khác nó không thèm giải quyết. Đến đâu người dân phải xuống đường biểu tình thì nó biến cái đó thành gọi là gây rối. Là tụ tập đông người là gây rối là vi phạm pháp luật. Các bạn thấy không? Rồi, cần thận trọng. Phóng viên theo dõi và đưa tin tránh đưa thông tin thiếu nhạy cảm như cảnh đốt phá hò reo của người dân hay các cảnh trấn áp các phần tử quá khích của lực lượng chức năng. Có lẽ là nó đánh lộn, nó gõ lộn trong cái này là tránh đưa thông tin nhạy cảm chứ không phải là tránh đưa thông tin thiếu nhạy cảm. Như đưa cảnh đốt phá hò reo của người dân hoặc các cảnh trấn áp các phần tử quá khích của lực lượng chức năng. Các bạn thấy có bao nhiêu cái cảnh người dân biểu tình ở ở Sài Gòn mà quá khích. Mình giữ gần như đầy đủ tất cả những cái video clip để mình làm cái hồ sơ. Có những cái người họ đi biểu tình một cách rất là ôn hòa, họ đi phía sau bất thình lình tự nhiên mấy cái thằng an ninh nó mặc đồ thường phục đó, nó nhào vô với một cái bầy sói, một cái bầy kênh kênh, nó chộp cái người ra, nó kẹp cổ, nó lôi sình sệt ra, nó đánh. Thì những cái người đó là những cái người quá khích nào? Bộ những cái ông đại sứ, những cái ông phóng viên và những cái tổ chức mà đấu tranh về nhân quyền họ nhìn cái đó họ không có cái trí tuệ để mà họ biết là người dân có quá khích hay không có quá khích không. Mà cái này nó mới là khốn nạn nè. Thận trọng cân nhắc khi thông tin về việc bất cập của các đặc khu kinh tế trên thế giới như các nhà đầu tư Trung Quốc quan tâm đầu tư tại Sri Lanka và Campuchia. Cái câu đó nó biểu thị cái điều gì? Là nhà cầm quyền Việt Nam biết rõ, mình nhắc lặp lại, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam biết rõ có những cái vấn đề đầu tư của Trung Quốc bất cập tại Sri Lanka và tại Campuchia. Cho nên cái bọn tuyên giáo nó mới dạy cho cái lực lượng đi tuyên truyền ở dưới là nó phải thận trọng, nó phải cân nhắc khi đưa thông tin bất cập về các đặc khu kinh tế khác trên thế giới. Phải không các bạn? Có nghĩa là sao mình nói tuồn tuột luôn. Nó bày, tụi tuyên giáo nó bày cho cái đám gọi là công cụ của nó là phải đi nói láo. Nó bày cho cái đám công cụ đi xuống là làm ngơ, họ lảng tránh những cái vấn đề gọi là bất cập của Trung Quốc khi đầu tư tại Sri Lanka và Campuchia. Có nghĩa rằng là nó biết rõ Trung Quốc nó đi tới Sri Lanka và Campuchia để mà nó đầu tư là đã có những cái chuyện bất cập rồi. Phía trên thì nó nói là đây là những cái đầu tư có lợi ích về kinh tế, đây là những cái quyết định đúng đắn và tài tình của đảng và nhà nước. Phía dưới là nó lại dạy cho cái bọn công cụ của chế độ là
phải lảng tránh những cái chuyện bất cập đó đi. Phải không? Có nghĩa là nó bày cho những cái thằng công cụ của chế độ một cách công khai là nói dối người dân. Phải không? Phải lảng tránh những cái sự thật. Phải không các anh chị em và các bạn? Đây là cái thông điệp chính thức của tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì mình hỏi các bạn, nó sự thực chỗ nào? Nó không có một cái chút chính nghĩa gì hết, nó bắt đầu nó là hoàn toàn nó phi nghĩa hoàn toàn, nó không có cái chuyện gì để mà nó chống đỡ, cho nên nó luôn luôn nó chơi cái trò, nó chụp mũ cho những cái cá nhân nào đó một cách mơ hồ là những cái lực lượng phản động, những cái lực lượng xấu, và nó chụp mũ cho người dân rằng là quá khích, nó chụp mũ người dân cho người dân là bị xúi dục, nó chụp mũ cho người dân rằng là tụ tập đông người và vi phạm pháp luật. Phải không? Chứ còn gì nữa? Cho nên luôn cái miệng theo cái miệng lưỡi, cái miệng lưỡi của cái đám tuyên giáo và là cái đám Đảng Cộng sản, nó luôn luôn nó nói người ta quá khích. Nhưng mà thực sự chính nó quá khích. Tại vì nó luôn luôn nó giành phận đúng, và nó luôn luôn nó cho những cái người khác là toàn là tội phạm, hoặc là những người quá khích, hoặc là những cái người mà vi phạm pháp luật vân vân và vân vân, chứ không có ai mà có những cái hành động đúng đắn, mà họ có những cái biểu hiện coi như là đúng theo cái nhu cầu, đúng theo cái quyền và đúng theo cái trách nhiệm của họ. Cái phần cuối cùng, tăng cường quản lý phóng viên tham gia đưa tin phản ánh các vụ việc tụ tập đông người vi phạm pháp luật. Nó vẫn tiếp tục, nó trao cho nó cái quyền quan tòa. Nó vẫn tiếp tục, nó trao cho những thằng công an có vai trò quan tòa, rằng là bất cứ ai dưới cái cách nhìn của đảng, dưới cái cách nhìn của công an đều là những người vi phạm pháp luật. Tại vì những người đó, những cái thằng công an và những cái thằng tuyên giáo là những cái ông quan tòa. Đúng không? Nó có quyền nó phán dân là vi phạm pháp luật, không cần ra tòa. Nó có quyền nó kết tội người ta ngay tại chỗ, là những cái người đó là toàn là những người vi phạm pháp luật. Quản lý theo dõi các bình luận trên mạng xã hội, các trang cá nhân, trang người hâm mộ, chú ý tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng đối với đội ngũ phóng viên, biên tập viên, không để phóng viên, biên tập viên có những bình luận chia sẻ thông tin không phù hợp, vi phạm 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam khi tham gia mạng xã hội. Sở dĩ mình đọc cái đó để cho các bạn thấy một cái điều. Chính những cái thằng tuyên giáo bây giờ nó còn không dám tin những người làm báo của nó nữa. Những người làm báo là cái công cụ mà người ta thường gọi là cái đám bồi bút để mình nịnh bợ chế độ. Mà bây giờ nó phải chú ý tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng đối với cái đội ngũ phóng viên luôn. Tại vì á, nó không tin rằng là cái đội ngũ phóng viên tiếp tục trung thành với nó. Nó không tin là cái đội ngũ phóng viên sẽ coi như là một, hai sẽ gật đầu là công nhận là đặt khu kinh tế hoặc là luật an ninh mạng á, là những cái hành động vô cùng sai lầm. Cho nên á, nó đem ra cái chuyện, nó vừa nói là cái chuyện nhắc nhở phóng viên, nó vừa đem ra cái điều quy định đạo đức nghề nghiệp của phóng viên để nó hù phóng viên luôn. Để làm chi? Để phóng viên không có dám nói thật cái cảm nghĩ của mình. Và cái quan trọng hết, các bạn biết mình nhận được cái tờ này từ đâu ra? Đương nhiên là phải do cái người ở trong cơ chế đưa ra. Chứ mình có cái tài thánh này mà mình có cái bản photocopy để mà mình có thể mình đọc được những cái thứ này. Phải không? Cho nên bây giờ cái Đảng Cộng sản Việt Nam nó lâm vô trong một cái thế. Thứ nhất, nó coi dân giống như kẻ thù. Thứ nhì, nó nghi ngờ những cái người ở trong cái cơ cấu của nó, kể cả đảng viên, kể cả những phóng viên. Đó. Cho nên nó loay hoay trong cái vấn đề tư tưởng. Tại vì sao? Nó không còn có một cái chút chính nghĩa nào hết. Không phải là nó không còn cái chút chính nghĩa. Trước giờ nó chưa bao giờ có cái chính nghĩa giờ hết.
Trước giờ nó có cái cơ hội và nó có cái phương tiện để nó giả trá cái chính nghĩa. Bây giờ nó không còn cái cơ hội và cái phương tiện để nó giả trá chính nghĩa nữa, cho nên cái bộ mặt phi nghĩa thực của nó rớt ra. Cho nên nó mới tiếp tục nó lúng túng và nó tìm cách nó trấn áp, nó tìm cách nó tuyên truyền, nó tìm cách nó kiểm soát cái tình hình. Phải không? Mình đưa cái livestream này ra để cho mọi người thấy cái điều gì? Đừng có nghĩ rằng là cái cuộc biểu tình 10 tháng 6 nó sẽ dừng ở cái điểm đó. Cái cuộc biểu tình 10 tháng 6 nó xảy ra cách đây mấy tuần lễ cho đến bây giờ. Cái độ chấn động của nó vẫn tiếp tục làm nhà cầm quyền hoảng hốt, lo sợ, hoang mang. Không những cái thằng coi như là cầm trịch ở trên hoang mang, mà nguyên cả cái cơ chế bên dưới nó hoang mang. Tại vì các bạn chỉ cần gặp một bất cứ một cái thằng công an, bất cứ một cái thằng đảng viên nào, các bạn hỏi một câu: các bạn đang bảo vệ đảng hay các bạn đang bảo vệ nhân dân? Mình chắc chắn nó sẽ không có câu trả lời. Tại vì nó không bao giờ nó dám nói chúng tôi đang bảo vệ đảng. Mà bây giờ nó nói là nó đang bảo vệ nhân dân cũng không có được. Tại vì cái ý dân nó khác cái ý đảng rõ ràng rồi. Cái ý dân nó hoàn toàn nó ngược lại ý đảng rồi. Mà những cái thằng công an đó nó vẫn tiếp tục nó đánh dân để nó bảo vệ đảng, thì làm sao mà nói là bảo vệ dân được? Mà làm sao mà có thể né tránh được cái câu trả lời là chúng tôi là đang ăn cơm của dân, đang sống bằng cái tiền thuế của dân để bảo vệ đảng được? Phải không? Cho nên cái câu hỏi đặt ra như vậy nó không có cái câu trả lời, nhưng mà nó xác định rất rõ là cái chế độ này nó tồi tàn đến cái mức không có đường nào mà gỡ được và nó phải sụp đổ. Chứ nó không có cái chọn lựa nào hết. Đó là cái lý do mà nó rốt ráo nó thông qua cái luật an ninh mạng để mà nó có cái cơ hội nó bóp miệng người dân. Cho nên người dân cần làm gì? Phải tiếp tục đẩy mạnh bất tuân dân sự để mà tạo cái cơ hội kết nối với nhau, tạo cơ hội rỉ tai với nhau, tạo cơ hội thành những cái nhóm chặt chẽ với nhau, đồng thời đẩy cái nền kinh tế cho nó sụp. Mình xin nhắc lại, cái kinh tế nó kiệt quệ chỉ có những cái thằng tai to mặt lớn nó mới bị kiệt quệ, người dân không bị kiệt quệ. Chỉ có những cái bọn mà sâu dân mọt nước, hoặc là những cái đám mà nó giàu có, nó bám theo chế độ để mà nó giàu có, nó chết chứ không phải người dân chết. Thứ nhất, tiếp tục bắt tù dân sự. Thứ nhì, tiếp tục kết nối rỉ tài. Thứ ba, tiếp tục gây dựng cái ý thức về cái trách nhiệm của người dân, về cái trách nhiệm của những cái người có trách nhiệm đối với cái đất nước. Khi đến một cái đỉnh điểm thì cái chế độ này nó sụp. Người anh chị em trong nước ngay lúc này bắt đầu phải nghĩ đến cái chuyện là khi mà cái chế độ cộng sản này nó sụp, mình cần phải làm cái gì, các mỗi anh chị em cần phải làm cái gì, cần phải đại diện những cái tầng lớp nào, cần phải ứng cử như thế nào, cần phải bầu cử như thế nào để lập lại một cái đất nước, lập lại một cái chế độ minh bạch dân chủ như thế nào. Các anh chị em ở bên ngoài á là bắt đầu phải nghĩ đến cái chuyện phải chuẩn bị tinh thần, kêu gọi cái sự giúp đỡ của bên ngoài như thế nào để mà giữ gìn được cái trật tự của cái đất nước Việt Nam khi mà cái chế độ này nó sụp đổ. Nó có rất là nhiều việc để làm, nhưng mà trước mắt mình vẫn phải tiếp tục đẩy mạnh cái bất tuân dân sự. Biểu tình khi cần biểu tình, bất tuân khi cần bất tuân, và phải đẩy cho cái chế độ này nó đi tới cái chỗ nó cạn kiệt. Mình xin nói thêm một câu nữa. Có nhiều bạn thắc mắc là, không phải thắc mắc, cho rằng là nếu như mình đẩy sụp cái chế độ này thì Trung Quốc nó sẽ thừa cơ nó nuốt cái đất nước Việt Nam. Cái điều đó nó phụ thuộc vào cái sự mạnh mẽ của người dân Việt Nam. Nếu người dân Việt Nam thật sự mạnh mẽ thì Trung Quốc nó thụt ra. Tại vì 100 năm, 1.000 năm tụi Trung Quốc không bao giờ dám đem cái vấn đề đem vũ khí, đem vũ lực qua mà tàn sát người dân Việt Nam đâu. Người dân Việt Nam càng yếu nó càng lấn, người dân Việt Nam càng mạnh nó càng thụt. Đó là nguyên tắc. Và đó là cách duy nhất để mình bảo vệ cái sinh mạng của mình bảo vệ cái đất nước của mình, bảo vệ cái tổ quốc của mình.
Chứ nó không còn cách nào hết đó. Đừng có ngồi đó mà trông chờ một cái gì hết. Người dân Việt Nam phải quyết định cái vận mệnh và cái tương lai của đất nước Việt Nam. Nó đơn giản là như vậy. Có nhiều người nói bây giờ mình đấu tranh sao? Khó quá. Cách đấu tranh dễ nhất là bất tuân dân sự. Không ai biết được mình làm cái gì, không ai quản lý mình được làm cái gì. Nhưng mà mình đang thực sự mình đóng góp một phần rất lớn trong cái vấn đề mình kết nối cái sức mạnh của người dân, kết nối sức mạnh của dân tộc. Không phải cái thứ gọi là đại đoàn kết dân tộc giả trá của tụi Cộng sản đâu nghe. Cái sự kết nối của dân tộc nó khác. Là cái kết nối của những cái người họ sống trong cái cảnh khổ, họ nắm tay nhau, nó hoàn toàn khác những cái câu đầu môi chót lưỡi của Cộng sản nó đẻ ra. Kết nối với nhau, hình thành cái sức mạnh. Đến cái lúc cần hành động, mình có sức để mình hành động. Nó đơn giản là như vậy. Hôm nay mình nói quá 10 phút. Tại vì mình muốn phân tích cho nó rốt ráo cho các bạn thấy rằng là cái sự giả trá của cái chế độ ngày này nó đi tới cái chỗ nó tồi tệ như thế nào, cái mặt nạ thật của nó rớt ra như thế nào rồi. Và cái trách nhiệm của mỗi người dân trong nước và ngoài nước cần phải làm cái gì. Hy vọng những cái phân tích của mình nó có những cái điểm để các anh chị em và các bạn có thể sử dụng để mà tiếp tục rỉ tài, để mình tiếp tục truyền đạt cái ý thức cho những cái người mà còn hơi bị chông chênh, họ chưa có nắm được cái sự thể của vấn đề nó nằm ở đâu. Cái sự thể không phải ở chỗ là mình đi biểu tình để mình chống một cái luật, mà cái sự thể là mình đi xuống đường để mình phản ứng, mình đòi cái quyền tự quyết của người dân, mà mình không chấp nhận một cái chế độ tồi tệ. Bởi vì cái chế độ này, cái đảng này nó đã biến thành cái công cụ của ngoại bang, chứ nó không còn là một cái công cụ để mình đã xây dựng đất nước nữa. Mình phải xác định cho thật rõ chuyện đó. Thì khi mình xác định thật rõ chuyện đó rồi á, thì mình sẽ có cái hành động, mình sẽ có cái ý thức đúng và mình có cái hành động đúng. Cho phép mình dừng cái livestream hôm nay ở đây. Rất cảm ơn các anh chị em và các bạn đã theo dõi. Nếu mà mọi người thấy là cái livestream này nó có những cái điểm mà giá trị và đáng để nghe lại, xin vui lòng share lại, lưu lại và tìm cách chia sẻ cho mọi người để mà bạn bè và gia đình họ có cái cơ hội họ nghe để mà hiểu. Để mình mở một cái đoạn còn lại của cái ca khúc Việt Nam quê hương ngào nghệ để mà các anh chị em và các bạn chia tay. Việt Nam ơi, đồng bào ơi, bà con cô bác ơi, ta hãy lên tiếng đi. Hôm nay chúng ta không lên tiếng thì ngày hôm sau chúng ta không còn cơ hội nữa. Tôi đề nghị bà con chúng ta hãy lên tiếng đi. Cho tàu cộng thuê đất làm đặc khu 99 năm là nguy cơ mất nước. Dẫu tôi hơi mặt này tôi vẫn phản đối. Bây giờ chúng ta không lên tiếng thì có những đất nước này thuộc về tàu cầu đấy.